Bây giờ vợ tao đi chợ mà sao mày không cho đi? Mày vợ anh nói. Tao không biết. Không biết sao được, vợ anh không biết, không biết, không biết. Tao nói nè, kêu công an xuống tới nhà tao nè. Để nói chuyện với tao, tụi mày không thành như vậy tao. Anh đây ai cũng biết tao hết á. Vợ không được qua chốt, người đàn ông buông lời tục tiểu rồi lớn giọng chửi bới công an. Sự việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Theo nội dung đoạn clip mà tờ Người Lao Động mới đây đăng tải cho thấy, một người đàn ông liên tục lớn tiếng chửi bới, thóa mạ lực lượng chức năng ở chốt phòng chống dịch chỉ vì lý do vợ người này không được qua chốt. Người đàn ông mặc áo đen đội mũ đứng sát cán bộ chốt kiểm dịch lớn tiếng. Vợ ta đi chợ sao mày không cho đi? Về mày muốn cái gì? Bây giờ anh lại chuyện làm cái gì đó? Giờ tao nè. Mày biết tao không? Không biết. Không biết. Anh nói mày cho mày biết nha. Tới ngày giờ con vợ tao đi chợ á, mày sao mày không cho đi? Tao không biết. Bây giờ anh nói. Tao không biết. Không biết sao được, vợ anh không biết, không biết, không biết. Bây giờ vợ tao đi chợ mà sao mày không cho đi? Vợ anh lại. Nào chọc, nào. Thậm chí người này sau đó còn dùng nhiều từ ngữ hết sức tục tiểu khó nghe, thóa mạ các cán bộ ở chốt kiểm dịch. Tao nói nè, kêu công an xuống tới nhà tao nè, xuống nói chuyện với tao. Ở đây ai cũng biết tao hết. Người đàn ông gằn giọng thách thức cán bộ làm nhiệm vụ. Tao nói nè, kêu công an xuống tới nhà tao nè. Để nói chuyện với tao, tụi mày không thành như vậy tao. Anh đây ai cũng biết tao hết á. Nguồn trên cho hay, trước đó vợ người đàn ông này đi qua chốt khi địa phương đang giãn cách theo chỉ thị số 16, nhưng không có giấy đi đường nên không được cho qua. Vì thế, người đàn ông đã tới chốt để chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Bước đầu xác định người này tên là Đức, 49 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh. Nguồn tin báo Long An cho hay, liên quan đến vụ việc trên, hôm ngày 24 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh đã quyết định xử phạt người đàn ông trên 4,5 triệu đồng vì ra đường không có lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Vợ ông Đức là bà Nguyễn Thị L, 47 tuổi cũng bị phạt 2 triệu đồng về hành vi ra đường không có lý do chính đáng.